Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì mời các bạn cùng xem máy xúc Hitachi Zaxis 30 này đang đi dọn cỏ cho một cái khu ruộng. Hôm nay không phải dọn cỏ theo cách thông thường mà dọn cỏ theo phong cách đó chính là đi lu cỏ. Bình thường thì người ta dùng xe lu để đi lu đường, nhưng mà bây giờ thì thời buổi mới, công nghệ mới, nhà có điều kiện dùng máy xúc để đi lu cỏ. Thì đây là một cái đám ruộng phải nói là rất rất là nhiều cỏ, mà cỏ toàn là cỏ cao cỏ dày không. Cỏ cao cỏ dày này mà dùng bằng tay thì đến bao giờ mới có thể dọn xong được, nên bắt buộc là phải dùng đến em máy xúc này để dọn dẹp này. Đấy. Một cái đám cỏ ngổn ngang đang được bác lái máy xúc của chúng ta chạy qua chạy lại để cho nó dập nát xuống. Cái mục đích chính của cái việc đi lu cỏ này không phải là để đè bẹp cỏ cho nó xuống đâu, không phải là làm như này để ăn gian đâu, mà tác dụng của cái việc đi lu cỏ này là khi mà máy của mình chạy qua chạy lại nhiều vòng thì cái phần cỏ này nó sẽ đè bẹp xuống, nó sẽ liên kết với nhau giữa cái gốc cây này và gốc cây khác, để khi mà mình dùng gầu mình cào ấy thì nó sẽ lên cả mảng hơn. Đấy, hai đường thôi là đã thấy cỏ nát bươm rồi. Rửa xích miễn phí luôn. Đây gọi là thời buổi rửa xích không cần phải tốn tiền mua nước. Máy chạy dưới cái ruộng này thì từ chân cẳng đến xích ga lê sạch sẽ hết. Ruộng này là ruộng cứng nha, chứ không phải là ruộng mềm. Cái phần này thì chỉ có cho áp dụng cho cái ruộng nào nhiều cỏ và áp dụng cho cái ruộng nào mà cái nền ở dưới nó cứng thôi. Chứ nền dưới mà nó yếu thì bình thường đi còn không nổi, chứ lấy đâu ra mà chạy qua chạy lại như thế này. Hitachi Zaxis 30 này nó nặng rơi vào tầm 3 tấn các bạn ạ. 3 tấn mà đè lên cái đám cỏ này thì còn cái gì nữa. Đây phải được gọi là rửa máy xúc theo một phong cách cực kỳ bá đạo. Rửa máy xúc theo phong cách đốt dầu. Vì một mục tiêu là nhà mình không có gì ngoài điều kiện, không có gì ngoài nhiều dầu. Xích được rửa sạch sẽ đi thì nghe có vẻ kêu, chứ bình thường để nó bám đất đâm ra nó còn đỡ kêu hơn.
Đây là máy bừa, máy xới cỏ và máy lồng theo thời đại mới. Ngày xưa thì dùng máy lồng, máy bừa theo cách là phay đất. Bây giờ thì máy lồng và máy bừa thì người ta dùng bằng máy xúc rồi. Ngập chìm trong cỏ. Đấy, lu giống như lu đường. Đã lấn dần theo từng cái lốt xích. Trời tốt luôn. Cỏ này mà dọn bằng tay thì đến bao giờ mới xong được. Đấy, đi lùi dùng ben gạt rồi. Wow, wow, wow. Chất lượng đấy. Ôi giời ơi, chất lượng đấy. Đấy. Ôi 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 ôi. Liều mạng đấy nhầy, ngập ngập xích như vậy mà vẫn dám chạy cơ, không sợ à? À. Ôi, ở đằng sau kia nó mà là một cái vũng lầy thì đảm bảo ngập máy chạy không nổi luôn. Không có gì ngoài điều kiện. Ben để gạt, xích để trần. Sâu lắm đấy. Đây có đoạn này thì nó cứng này, nhưng mà ruộng thì cái phần này ngập nước rồi thì rất khó để nhìn được là chỗ nào nó cao, chỗ nào nó thấp. Vậy nên là lu theo cách này cũng khá là nguy hiểm đấy. Vì là nhầm vào chỗ nào mà nó lún một phát thì ối giời ôi luôn. Ôi ngập luôn, ngập luôn.
rộng như thế này thì biết bao lâu cho xong. Long thùng sọc luôn. Quài này chạy muốn rơi xít hẳn ra ngoài. Đây, như vậy là sau một khoảng thời gian chạy qua chạy lại, chạy tới chạy lui, chạy ngang chạy ngửa, chạy dọc chạy chéo, chạy các kiểu con là điều, thì một cái đám ruộng nho nhỏ đã được bác tài của chúng ta trần tam tinh cái nắm cỏ này rồi. Đấy. Bây giờ thì máy sẽ tiếp tục trần cái khúc phần dưới kia. Sau đó buổi ngày hôm sau sẽ tiến hành cào cỏ lên các bạn nhé. Rất chi là dày. Video của mình ngày hôm nay thì cũng xin được phép kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của mình. Anh em nào có nhu cầu lưu đường, lưu đất, lưu nền nhà, lưu vườn, dọn cỏ bằng máy xúc thì có thể liên hệ theo số điện thoại trên máy nha. Lái máy xúc rất là nhiệt tình trong cái việc đi lưu đèn đấy.